À, xin chào anh chị chào mừng anh chị trở lại với tóc chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 13 tháng 10 nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 14 tháng 10 năm 2021 à, trước khi đi vào nội dung chi tiết cũng rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán và thì đi vào thị trường ngày hôm nay các anh chị thấy có thể thấy là ngày 13 tháng 10 à, thì à, chỉ số index giảm 0,2% và khối lượng ở mức trung bình nhé vn30 thì giảm 0,3% và khối lượng ở mức thấp up à, index Index thì đều là giảm nhẹ à, như thế này thì nó cũng không có về thị trường ấy, anh chị thì uh, với những cái diễn biến thế này thì nó không có một cái gì là đặc biệt cả nó vẫn duy trì một cái xu hướng lên nó vẫn duy trì một cái xu hướng lên và hiện nay nó đang ở cái vùng kháng cự cũ ở uh, cái vùng mốc 1.400 điểm này, thì nó cũng sẽ có những cái rung lắc nhất định nó sẽ có những cái rung lắc nhất định tuy nhiên là chúng ta vẫn ở đây là nhận định là thị trường vẫn trong một cái xu hướng lên nhé rất nhiều anh chị nói rằng là thị trường đi lên trên nghi ngờ đúng không cũng không không phải như thế đâu chúng ta hoàn toàn chúng ta đã nhìn thấy từ đó từ rất là lâu rồi đúng không trong lúc mà mọi người hô sập hô rơi hô các thứ gì bản thân tóc chứng khoán thì vẫn duy trì với các bạn một cái góc chia sẻ là thị trường sideways có cái sự rung lắc chúng ta biết trước cái việc đấy và chúng ta đã mua cổ phiếu từ những cái giai đoạn này rồi chứ không phải chúng ta mua ở đây cho nên là hầu hết những cái bạn mà uh, tham gia theo những cái mã hoặc cả những cái cái cái, cái nhận định chia sẻ của các chứng khoán thì các bạn đều đã mua cổ phiếu từ trước đó rồi anh chị nhé à, thì đây là một cái chỉ số mà cũng có chia sẻ các chị tham khảo là số lượng cổ phiếu tốt số lượng cổ phiếu tốt ở phiên ngày mùng 10 13 tháng 10 này, này thì có cái sự giảm một chút là còn 305 cổ phiếu thôi thấp hơn được trung bình thì như vậy nhìn đây chúng ta thấy là như vậy là nó cũng đã có những cái dấu hiệu của những cái sự rung lắc ở một số cổ phiếu nhất định vì một số cổ phiếu tốt nó đã có cái thủng cái đường trung bình là 20 anh chị nhé về các cái ngành tốt ngành tốt này cái này mình chụp cho cái xe rồi nhé thì mình phải xem này mình sẽ gửi cho các anh chị nhóm vip các anh chị nào thuộc nhóm vip mà muốn nhận cái file này thì uh, like và comment video rồi những inbox qua zalo thì mình cũng sẽ chia sẻ cái file này cho các anh chị đây là các cái nhóm ngành này anh chị có thể nhìn thấy các cái nhóm ngành tốt này Đây chịu, nhìn thấy đây, 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 là Đấy. Thì các cái uh, sức mạnh của các nhóm anh Cái gốc chúng ta so sánh là ngày 15 tháng 10 nhé Ngày 5 tháng 10. Tại sao chúng ta so từ ngày 15 tháng 10 thì mình cũng giải thích. Với anh chị rồi đúng không? Ngày 15 tháng 10 là cái ngày mà nó gần nhất, nó ngoi lên cái đường trung bình mà 20 này thì chúng ta sử dụng như này để chúng ta tính cái moment cái, cái động lượng của các cổ phiếu ở đây nó tốt nhất nếu chúng ta lấy những cái gốc xa hơn hoặc gốc ở đây hoặc gốc ở đây thì thì nó sẽ đánh ra sức mạnh thì là đúng hơn như đánh ra cái moment cổ phiếu thì nó sẽ không chuẩn bằng do vậy mình sẽ tập trung vào những cái giai đoạn khoảng 5 cho đến 10 cái ngày gần nhất để làm sao chúng ta tìm các cái nhóm ngành tốt nhất đấy thì chị có thể theo xe ở đây mấy cái nhóm chính mà các anh chị hay quan tâm nhiều nhất đúng không ạ là nhóm chứng khoán nhóm ngân hàng này đây nhóm ngân hàng này nhóm ngân hàng thì đang cao hơn thị trường chung nhá nhóm chứng khoán thì thấp hơn một chút nhá đúng không ạ nhóm thép thép đây thép đây đấy thì các anh chị thấy là những phiên gần đây các anh chị nhìn thấy điểm tăng như thế này rất nhiều anh chị hô hào là bùng ngủ theo đà hay là những cái khái niệm kiểu như vậy nhưng mà nó nó không phải về, bản, về mặt về mặt về mặt bản chất về mặt điểm số thì có thể như vậy như về mặt ý nghĩa thì nó sẽ không đúng là một vì thứ hai là chúng ta phải nhìn vào các cái dòng cổ phiếu nữa để chúng ta nhận định thì khi mà giai đoạn tăng ở đây là nó chỉ yếu nằm ở một số những cổ phiếu vốn hóa lớn thôi thì nói chung đánh giá thị trường hiện nay là vẫn là tích cực khá là tích cực anh chị nhé vẫn là khá là tích cực vẫn là xu lên và mình thấy là thị trường có thể sẽ trước một cái cơ hội lớn sắp tới nhé mặc dù nó rung lắc mặc dù nó rung lắc ở cái vùng vùng kháng cự cô nhưng mà có thể sẽ thấy là nó sẽ có những cái cơ hội lớn sắp tới tại sao mình nói như thế bởi vì anh chị có thể nhìn thấy mấy cái nhóm nhóm ngành chính của chúng ta mấy cái nhóm mà có những cái cổ phiếu vốn hóa lớn á đúng không cái chị thấy ví dụ như các cái nhóm thứ nhất là về bán lẻ này đây mình chia sẻ về cái cách tiếp cận đây nha ví dụ như là thế di động này thì đây đang ở vùng đỉnh rồi đúng không ạ à, cái nhóm bất động sản này, này khá là mạnh nhé rất nhiều cổ phiếu của nhóm bất động sản rất là mạnh cái thứ hai cái thứ ba là cái nhóm chứng khoán này, này thì đều là hiện nay khối lượng cũng kiệt rồi tức là nó chỉ cần có một cái lực thốc lên là nó sẽ đẩy thị trường lên rất là mạnh tức là giống như kiểu cách chị thấy là giống như kiểu thị trường bây giờ nó đang oằn oằn mình xuống nó cúi xuống để nó lấy đà nhé nó sẽ cúi xuống nó lấy đà Đấy, các công ty chứng khoán này khối lượng điều kiện này bên nó đã gần như nó đang, nó đang nén xuống nó nén xuống nó lấy đà nếu mà có một cái cơ hội nó sẽ bật lên thì nó sẽ thoát dòng chứng khoán sẽ thoát đấy dòng chứng khoán này nó đang quằn mình lại một chút cơ hội rất là rất là lớn đấy nó chưa vấn đỉnh cô nhưng cơ hội rất là lớn đấy thì thấy đây là dòng chứng khoán nhé đây là dòng ngân hàng nhé ngân hàng thì đây một số cổ phiếu chạy thì không nói nhưng một số cổ phiếu khác ấy chị thấy ví dụ như này đây là vùng khối lượng rất kiệt ở cái vùng hỗ trợ nhé đúng không đây là đây là vùng nổ này xong rồi nó đang nó đang có cái sự rũ test lại đúng không nếu nó rũ khối lượng nó kiệt thì bản chất khi mà nó khối lượng kiệt ở đây thì nó chính là nó test lại vào những cái phiên này thì hầu như nó cũng nén lại khi nó nén lại thì nó bật mạnh lên nếu nó bắt bật thủng cái vùng này thì nó sẽ là cơ hội rất rất lớn anh chị nhé tựa dòng ngân hàng dòng chứng khoán dòng thép thì đang quan mình xuống nhé tất nhiên không phải một trăm phần trăm là các cổ phiếu ngân hàng nó quan mình xuống rất nhiều cổ phiếu nó tạo thành cái xu xuống, xuống thì chúng ta sẽ bỏ qua như ctg sẽ là dễ bỏ qua nhưng mà rất nhiều cổ phiếu quan mình xuống dòng thép cũng vậy nhé các cái dòng về cổ phiếu về khí đốt gas như này nó cũng thế này đấy đều là vượt đúng không các anh chị thấy đây là nhé đây là cái nền uh, nền cũ nhé đúng không Vật lên này tạo thành một cái nền ở đây này đấy thì nó đã quan xuống khối lượng nó đang kiệt dần nó giống như các anh chị ngày xưa biết biết cái súng cao su đúng không cái anh chị kéo vào cái cung đúng không cái anh chị đang kéo nó lại để nén đang nén nó lại đang nén lại đang nén lại nếu nén đây nó bật bật mạnh lên thì gần như thị trường sẽ rất là mạnh gần như thị trường chuẩn bị mình thấy cơ hội vượt đỉnh rất là cao đấy là đang nói về cảm nhận về mặt cá nhân nhé anh chị thấy nó như các cổ phiếu đều nhưng chúng ta tập trung vào các cổ phiếu lớn thôi thép này đấy thép rồi vượt đỉnh hết đúng không đây hòa phát này cái anh chị thấy đây nó vượt đỉnh này và khối lượng nó kiệt dần này để nó đang quằn mình lại này. đúng không? nó giống như nó quằn xuống này nó bắn lên rất là mạnh. đấy thì rất nhiều các cổ phiếu vốn hóa lớn và nằm ở những cái nhóm ngành quan trọng đang 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 nén lại đang nén lại đấy. nhớ thì thị trường hiện nay thì phải chấp nhận là nó có rung lắc bởi vì nó vùng kháng cự cũ thì là cái chuyện đương nhiên nhưng mà nó đang nén lại nén lại thì tất nhiên là nếu mà một cách gọi là cảm nhận thì thấy là cái cơ hội rất lớn tuy nhiên là chúng ta vẫn phải quản trị danh mục chứ không phải là chúng ta lạc quan một cách tuyệt đối như anh chị nhé chúng ta không bao giờ được lạc quan một cách tuyệt đối trên thị trường chứng khoán tất cả những thứ mà chúng ta thấy được đó là những cái đánh giá về mặt xu hướng cảm nhận về mặt xu hướng để chúng ta đưa ra các cái quyết định các cái nhận định đúng không ạ để cái hướng hành động của chúng ta tuy nhiên là luôn phải có một cái cách tiếp cận bảo hiểm đúng không nếu nó không diễn ra theo kịch bản này chúng ta thì sao? Khi nào thì thì được gọi là không tuân theo các kịch bản của chúng ta và khi đó thì chúng ta phải hành động ra làm sao thì đấy mới là cái rất là quan trọng chứ không phải là chúng ta nhất nhất chúng ta đặt cược là thị trường chắc chắn đi lên chắc chắn đi lên và tôi sẽ đánh 3 tháng 6 tháng như thế là như thế là trở thành mù quáng đấy anh chị nhé đấy rất nhiều cái dòng p như thế này chạy nhá vvd này nó nặng hoàn xuống cái này đúng không các chị thấy khối lượng kẹt đúng không ạ đấy PVD nhé, đây là vượt cái vùng, uh, đây là vượt gần như là nó đang ở cái vùng kháng cự cũ, tích lũy thêm vùng kháng cự cũ, khối lượng kiệt dần đây này, khi nó quăn xuống nó bắn, vẫn là đi lên, đấy rất là mạnh, đấy PVS thế này, đấy thì nói chung là cơ hội rất là tốt anh chị nhé, thị trường vẫn có cơ hội, mình không nói là cơ hội bao lâu, nhưng mình thấy là các cái nhóm ngành quan trọng nó đều ở cái mô hình hình mẫu khá là đẹp và đang nén lại, và khi nén lại hoàn toàn nó sẽ cho những cái cơ hội đấy thì chúng ta có thể quan sát theo dõi rất nhiều những anh chị mà vừa rồi ăn những cái vaccine uh, sợ AS thì có thể là bình tâm hơn một chút để quan sát về thị trường đúng không? Chứng khoán này nó không dễ đến mức là cứ việc là nó giống như là nó 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 thanh nó thanh bình nó yên bình như là cái việc của chúng ta uh, đi làm đúng không? Lấy lương nhận lương thì đấy là một cái việc rất là yên bình chúng ta có thể vất vả một chút về mặt công sức về mặt công việc nhưng mà lại rất nhẹ nhàng về mặt tâm lý đúng không chứng khoán thì nó lại hơi khác một chút chúng ta không vất về mặt sức khỏe đúng không nhưng chúng ta sẽ phải vất hơn về mặt tâm lý về cái sự dũng cảm về cái cách tiếp cận về đầu tư về đặt cược đó thì nó là như thế thì cơ hội cũng khá là tốt thì hôm nay do là bởi đây hơi bận cho nên mình hay làm video buổi sáng thì um... mình cũng sẽ chia sẻ với các anh chị một số cổ phiếu mà cho cái điểm mua bùng nổ trong cái phiên nhé điểm mua bùng nổ trong phiên này các anh chị thấy có thể mấy, mấy cổ phiếu về hóa chất chuyên dụng này Và bất động sản này có Long Điền này DCM, Last, DPM này Tại sao nó lại là làm mấy cổ phiếu đấy thì anh chị ơi thấy này Long Đây đúng không Đầu tư LDG xin lỗi là đầu tư LDG ở đây Đây là một cái nhịp chạy của nó là 35% này Đây là một cái nhịp tích lũy thêm này đúng không Kiệt khối lượng này bùng nổ vừa nền nhé lát này lát thế nhá đây nhá đây nhịp chạy này sideways này vùng nổ vật nền này anh chị nhé khối lượng kiệt này đấy Last DCM DCM đây nó, nó đây nó lên nền một này đây nền hai đây nền ba rồi nhé anh chị nhé thực ra đây nó vẫn là một nhịp chạy thực ra đây vẫn là nhịp chạy điểm mua của nó là đây cơ thực ra là Điều qua chúng ta mua ở đây chúng ta mua nền trên thôi DPM và DPM này DPM chuẩn của nó để mua ở đây này để mua vật nền này đúng không? nhưng mà chúng ta thấy nó tích lũy thêm tích lũy thêm và nó chạy vào cái nhịp nữa nhé thì đấy là những cái cơ hội mình thấy là nó cũng khá là ok còn đối với các cổ phiếu mà kiệt khối lượng chúng ta sẽ thấy cổ phiếu này nhỉ TR mấy cổ phiếu này đang phải là mấy cổ phiếu đầu cơ nhé có hoa sen với công trình Viettel thôi là khác không? TR, PPG và ISP là dòng khí đốt đấy. Cái này đầu cơ một chút. ASP Đấy anh chị thấy đây. Đây là một nền này. Rút vào xuống này, giật lên này. Đúng không? Test cung 3 này đúng không? Chúng ta phải giả định đây là vùng đáy. Còn tất nhiên là nếu các anh chị mua đây mà sai thì trước tiên chúng ta sẽ chạy thôi. Đúng không? Của phía này là tính đầu cơ mà. PPG này. Cũng có tính đầu cơ này. Đúng không ạ? Và... đấy, đây là một cái vùng xe quay của nó đây đúng không ạ rũ xuống mà nó không chết đúng không nó tiếp tục nó test cung mà không chết thì nó sẽ đi lên công trình về theo công trình về ở đây nó là một nền đúng không đây vùng nổ này xong nó tích lũy thêm một nền này thôi nhé yeah, thì nó cũng khá là cái này về bản chất là nó không hình chưa hình thành nền mới mà nó vẫn là nền cũ thì chúng ta có thể thăm dò ở đây có xem thế nhé sẽ thì đây là nền của nó đây bùng ngổ nền này. tích thêm đây này. ok chị nhé đó là các cái chia sẻ của mình về các cổ phiếu ngày hôm nay thì do nào này không có nhiều thời gian cho nên mình sẽ không review chi tiết được nhưng mà cũng nhấn mạnh cho anh chị là thứ nhất là thị trường đang có quằn mình và có cơ hội rất là tốt nhé yeah. còn các cổ phiếu của anh chị thì các anh chị có thể dùng cái đường trung bình 30 các anh chị lọc đây này để đánh giá các cổ phiếu nhé yeah. cổ phiếu nào mà trên MA10 thì là ổn oh, đúng không mà trên MA10 mà là thuộc cái nhóm mạnh nhất này thì các anh chị quá là tuyệt vời đúng không nắm giữ thôi đó. có thể nghiên cứu các cổ phiếu kiệt vôn yeah. nhé thì trong các trường hợp thì các anh chị nên chọn các cổ phiếu ở kênh trên này này nhé và ưu tiên chọn ở các cái nhóm ngành mạnh hơn đấy thì hy vọng những cái chia sẻ này cũng giúp ích cho anh chị trong cái hoạt động đầu tư phần nào trong hoạt động đầu tư của mình thì các anh chị uh, uh, vui lòng subscribe video subscribe kênh nhé yeah. like video subscribe kênh và nhấn nút của chuột để nhận các cái bản tin mới nhất ok chào tạm biệt các anh chị chúc các anh chị đầu tư thành công và may mắn